bộ phim truyền hình Hoa Hồng Trên Ngực Trái xoay quanh cuộc đời của Khuê. Gần 10 năm an phận ở nhà chăm chồng nuôi con, Khuê cứ ngỡ rằng chỉ cần mình bỏ công sức, thời gian và cả tuổi trẻ thì sẽ nhận lại được một cuộc sống bình an và yên ấm. Thế nhưng, sóng gió ập đến khi chồng cô Thái vì nhân tình chả có con trai mà ép Khuê là vợ phải ly hôn. Chưa một lần phải đối diện với những gì diễn ra ngoài cánh cửa của ngôi nhà, vừa mang nỗi đau bị chồng phản bội, vừa phải dứt ruột xa con, Khuê bị đẩy ra ngoài cuộc đời khi tay trắng hoàn toàn. Biến cố lớn khiến Khuê phải tự mình vực dậy, giành lại quyền nuôi con cũng như quyền được hạnh phúc chính đáng của mình. Cuộc sống của Khuê, nhân vật nữ chính trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái là câu chuyện thực tế về tuổi thanh xuân của những người phụ nữ đã bị giới hạn hoặc tự giới hạn trong chính gian bếp của mình. Khuê như biết bao nhiêu người phụ nữ khác chấp nhận nuôi về hậu phương, quanh năm chỉ biết đến cơm nước và bình sữa. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh đến chồng và con, các mối quan hệ xã hội khác gần như không có. Nhưng sự hy sinh, nhường nước nuôi về hậu phương để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của Khuê đã bị chồng cô coi là vô tích sự, ăn bám. Khuê yếu thế trong mọi cuộc tranh luận với chồng và đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chuyện gì đến cũng đã đến khi chồng Khuê có người phụ nữ khác và đẩy cô đến vực thẳm khi trong tay không có bất cứ thứ gì ngoài hai đứa con. Ban đầu trong quan niệm của Khuê hai chữ ly hôn không khác gì án tử. Cô đã tìm đủ mọi cách để níu giữ hôn nhân, van xin chồng để không phải đặt bút ký vào bản án kết thúc cuộc đời làm vợ. Nhưng khi bị đẩy vào đường cùng và không còn cách nào khác ngoài ly hôn, Khuê đã thay đổi. Cô đứng lên và đương đầu với thực tế phũ phàng, mất tất cả sau ly hôn lại trở thành động lực để cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cô chủ động trong cuộc sống, đấu tranh cho quyền làm mẹ của mình. Phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái đề cao tính nữ quyền. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, dự án mới của VFC lần này là một bộ phim đề cao tính nữ quyền vô cùng mạnh mẽ, được đẩy mạnh và khai thác triệt để. Những người phụ nữ trong phim dù đi những con đường khác nhau nhưng luôn đấu tranh để giành lại hạnh phúc cũng như tìm thấy được những thứ xứng đáng với giá trị bản thân. 34 tập phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại. Có người chấp nhận cuộc sống nội trợ, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn mâu thuẫn, căng thẳng. Hoa Hồng Trên Ngực Trái có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết. Tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Và cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký và chuông bên dưới video này để xem các diễn biến tập 25 Hoa Hồng Trên Ngực Trái.